2019 tại thôn Cẩm Hoàn, xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy đã diễn ra lễ cất nóc chùa Phúc Khánh, chùa Bà Xép. Dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Thanh Giác, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban Thường trực Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hải Phòng. Đại Đức Thích Tục Hạnh, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hải Phòng, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Kiến Thụy, cùng đại diện lãnh đạo huyện Kiến Thụy và nhiều chư tăng ni Phật tử các quận, huyện, nhân dân thập phương. Chùa Phúc Khánh là một trong những công trình văn hóa cổ trên mảnh đất có bề dày lịch sử huyện Kiến Thụy. Làng Cẩm Hoàn vốn là một ngôi làng cổ được hình thành từ rất sớm. Làng có hai ngôi chùa, chùa Bà Xép gọi là chùa ngoài, chùa Phúc Khánh gọi là chùa trong. Làng có bốn dòng họ đến từ thuở sơ khai: họ Ngô, họ Lưu, họ Đỗ, họ Nguyễn. Là bốn thủy tổ của làng đã về đây khai phá, đắp đê, lấn biển. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, ngôi chùa cổ của làng nay là chùa Phúc Khánh là nơi nuôi giấu cán bộ về hoạt động xây dựng cơ sở cách mạng. Trải qua bao nhiêu năm hình thành và phát triển, nay ngôi chùa đã xuống cấp trầm trọng. Những hạng mục công trình thờ tự của chùa đều đã xuống cấp. Nhờ sự đồng thuận của các cấp chính quyền, cùng sự phát tâm của nhân dân địa phương và tín đồ Phật tử xa gần, ngôi chùa được khởi công xây dựng phần móng từ năm 2007 dưới sự hướng dẫn của Thành hội Phật giáo Hải Phòng cùng với Ban trị sự Phật giáo huyện Kiến Thụy cùng nhân dân Phật tử xây dựng ngôi chùa. Nhưng do thiếu kinh phí nên đến năm 2018 nhà chùa mới tiếp tục xây dựng. Công trình được huy động bằng vốn xã hội hóa do nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nhân dân địa phương công đức đóng góp. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tại
chùa Phúc Khánh, chùa Bà Xét, Sơn Cộng Hòa, Gia Đình Sơn. Đây là nhà chùa Phúc Tân Trọng, chúng cháu và chúng mời toàn thể nhân dân quý khách thập phương về tham buổi lễ kính Phúc Trọng. Cảm ơn. Tất cả các chân tường có xoay xuất tất cả vô số lê dưới vô lòng vô.
Thank you.